Hello everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ phần lý thuyết cũng như bài tập liên quan đến Unit 5, Natural Wonders of the World, các kỳ quan thiên nhiên trên thế giới rồi đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ được ôn tập lại toàn bộ những kiến thức chúng ta đã học ở Unit 5 thông qua phần Looking Back and Project. Và trước khi bắt đầu vào phần ôn tập ngày hôm nay thì các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 6. Ở phía sau bìa 4 của hai quyển sách này các em sẽ thấy có đính kèm phần mềm IC Books. Đây là phần mềm sẽ giúp các em có thể tự làm bài tập, tự kiểm tra đánh giá năng lực của mình và tự ôn lại các kiến thức mà các em đã học ở trên lớp. Và nếu bạn nào chưa có hai quyển sách này thì các em cũng có thể truy cập vào trang web www.icbooks.vn để nhận được sự hỗ trợ nhé. Trong bài học ngày hôm nay, phần ôn tập ngày hôm nay các em sẽ được ôn lại toàn bộ các từ vựng liên quan đến các đồ dùng cần thiết khi đi du lịch cũng như là các mô tả về cảnh quan trong thiên nhiên. Bên cạnh đó các em cũng sẽ được ôn tập về mẫu câu, mẫu ngữ pháp liên quan đến dạng thức so sánh nhất của các tính từ ngắn và ôn tập về động từ khiếm khuyết, modal verb, động từ must. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên Activity 1 trong phần mềm IC Books để ôn luyện lại những kiến thức mà chúng ta đã học trong toàn bộ Unit 5 nhé. Ok, now let's review. Bây giờ chúng ta cùng ôn tập lại thông qua phần Looking Back. Và bây giờ chúng ta cùng đến với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần Looking Back để ôn lại các từ vựng mà các em đã học trong Unit 5. 1. Label the things in nature you can see in this picture. Và ở hoạt động đầu tiên này thì các em sẽ đặt tên, label, dính nhãn dán, đặt tên cho những cái cảnh thiên nhiên, những thứ ở trong tự nhiên mà em có thể thấy ở trong các bức tranh ở bên dưới. Ta thấy ví dụ như ở hình ảnh đầu tiên, đó là hình ảnh của các ngọn núi đúng không nè. Ta có núi trong tiếng Anh đó là mountain, vì vậy chúng ta sẽ điền vào đây là mountain, núi. Hay như ở hình ảnh thứ hai, đây là hình ảnh thác nước, vì vậy chúng ta sẽ điền vào vị trí bên dưới đó là waterfall, thác nước, waterfall. Và ở hình ảnh số 3 đó là khu rừng. Ta có khu rừng sẽ là forest. Ta điền vào đây forest. Và tương tự như vậy các em cũng sẽ hoàn thành các hình ảnh bên dưới với các từ mà các em đã được học trong Unit 5 để mô tả về quang cảnh, cảnh quan ở trong thiên nhiên nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. Travel items. 2. Write the words. Và ở hoạt động số 2 này thì các em sẽ được ôn tập về các từ vựng liên quan đến các đồ dùng chúng ta mang theo khi đi du lịch. Bây giờ các em sẽ tương tự như vậy, giống như bài 1, các em cũng sẽ viết tên gọi của những đồ vật này ở bên dưới của các đồ vật. Ví dụ như ở hình ảnh số 4, ta thấy đây là một cái đèn pin đúng không nào? Trong tiếng Anh đèn pin sẽ được gọi là torch, vì vậy chúng ta sẽ điền vào đây là torch. Hay như hình ảnh số 5, đây là vị thuốc, thuốc giảm đau, ta có từ thuốc giảm đau sẽ là painkillers, vì vậy chúng ta cũng sẽ điền vào đây là painkillers. Tương tự như vậy các em cũng sẽ hoàn thành ở bên dưới các hình ảnh với các từ phù hợp và đúng nhất để miêu tả cho hình ảnh ấy dựa trên các từ ngữ, các từ vựng mà chúng ta đã được học trong toàn bộ Unit 5. Và sau khi hoàn thành xong đừng quên bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, Activity 3. Grammar. 3. Fill the gaps in the following sentences. Và ở hoạt động số 3 này các em sẽ được ôn luyện về phần ngữ pháp liên quan đến so sánh hơn và so sánh nhất các em đã được học trong Unit 5. Ở phần hoạt động số 3 các em sẽ điền vào các vị trí trống ở bên dưới, hoàn thành các vị trí trống ở bên dưới với các từ được cho, các tính từ được cho ở trong ngoặc đơn. Ví dụ như ở câu đầu tiên, is the hot desert in the world. Đây là cái sa mạc nóng nhất ở trên thế giới. Và chúng ta thấy đằng trước cái tính từ này là mạo từ the. Vì vậy đây là một cái từ mà chúng ta sẽ đoán ở đây đó là dạng thức so sánh nhất đúng không nào? Vì vậy chúng ta sẽ điền vào đây là hottest. Và tương tự như vậy ở câu 2, Mekong là sông dài nhất của Việt Nam, vì ta thấy ở đây ta có mạo từ the. Vì vậy chúng ta cũng sẽ điền vào đây longest, là dạng so sánh nhất của tính từ ngắn, long. Các em cũng tương tự hoàn thành các câu bên dưới giống như hai câu ở trên cô đã làm ví dụ cho các em nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. 4.
Match the name of a natural wonder in column A with the word phrase in column B. Want is an example. Và ở hoạt động số 4, các em sẽ nối tên của các kỳ quan thiên nhiên ở cột A với các từ hoặc cụm từ ở cột B. Và ở kỳ quan thứ nhất, đó chính là một ví dụ 1D Everest Mountain, núi Everest. Chúng ta sẽ nối 1 với D, hay như ở số 2, Loch Lomond. Ở đây là tên gọi một cái hồ, vì vậy chúng ta sẽ nối number 2 với hồ. Chúng ta sẽ có Freshwater Lake, 1D và 2C. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ nối các từ còn lại ở bên dưới, các cảnh quan, các tên gọi của những cảnh quan, kỳ quan thiên nhiên ở bên dưới với cột tương tự ở cột B, tên gọi của các cái cảnh quan này, và chúng ta sẽ trả lời vào cột Your Answers. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 5, Activity 5. 5. Work in pairs and practice the conversation below. Discuss all the natural wonders in 4 and any related information you know. Và ở hoạt động số 5 này, các em sẽ thực hiện theo cặp, làm việc theo cặp work in pairs, và sau đó sẽ luyện tập cái đoạn hội thoại ở bên dưới. Discuss all the natural wonders in activity 4. Các em sẽ thảo luận, bàn luận về tất cả những kỳ quan thiên nhiên ở hoạt động số 4, activity 4. Và những cái thông tin liên quan, bất kỳ thông tin liên quan nào mà em biết được. Ví dụ như ở dưới đây người ta có câu hỏi là What is Hạ Long Bay? Vịnh Hạ Long là gì? Các em sẽ tiến hành trả lời vào bên dưới này. Và sau khi trả lời xong, các em sẽ bấm nút mũi tên để chuyển qua câu tiếp theo. Sahara là gì? Hay là Everest là gì? Và sau khi đã trả lời xong các câu hỏi này, các em cũng có thể sử dụng nút Show Answer ở bên dưới để tham khảo đáp án đúng nhất cho câu trả lời này nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, Activity 6, trong phần Looking Back. Communication 6. Complete the dialogue. Ở hoạt động cuối cùng này thì các em sẽ được ôn tập về kỹ năng communication, thực hành giao tiếp tiếng Anh. Và ở hoạt động số 6, các em sẽ phải hoàn thành cái mẫu hội thoại ở bên dưới. Ví dụ như ở câu đầu tiên, bạn đầu tiên nói là It's dangerous to go hiking there. Nó thật là nguy hiểm khi đi bộ đường dài ở đây. You tell someone where you are going. Bạn như thế nào đó nói một ai đó về cái nơi mà bạn sẽ đến, bạn sẽ đi. Vậy thì chúng ta sẽ phải điền vào đây, đó là động từ khiếm khuyết must, một cái việc yêu cầu. Vì là khu vực ở đây khá là nguy hiểm để đi bộ đường dài, nên bạn phải nói cho một ai đó về cái địa điểm, cái nơi mà bạn sẽ sắp tới, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ điền vào đây động từ khiếm khuyết là must. Và tương tự như vậy, các em cũng sẽ dịch nghĩa các câu bên dưới và xem thử chúng ta sẽ phải điền từ gì cho phù hợp đối với các chỗ trống ở bên dưới này nhé. Sau khi hoàn thành xong, đừng quên bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện phần project. Project 1. In groups, ask and answer questions about Vietnam. Và ở phần project, hoạt động đầu tiên này, thì các em sẽ làm việc theo nhóm. Các em sẽ hỏi và trả lời những câu hỏi về Việt Nam. Ở đây người ta cho những câu hỏi gợi ý, ví dụ như là What is the coldest place? Cái nơi nào là nơi lạnh nhất in Vietnam, ở Việt Nam? Hay như câu hỏi đó là What is the highest mountain in Vietnam? Cái ngọn núi nào là ngọn núi cao nhất ở Việt Nam? Và sau khi các em hoàn thành xong phần trả lời cho các câu hỏi này, các em cũng có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để xem thử đáp án trả lời của mình ở những câu hỏi này đã đúng hay chưa nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2 trong phần Project. 2. Write down what you note about Vietnam. Talk about the weather, natural wonders, and traveling. Start with in Vietnam, the is. Và ở hoạt động số 2 của phần project này thì các em sẽ viết những gì em biết về Việt Nam. Talk about the weather, nói về thời tiết, natural wonders, kỳ quan thiên nhiên, and traveling, đã du lịch. Và các em sẽ bắt đầu với cụm là in Vietnam, ở Việt Nam thì cái gì đó như thế nào. Ví dụ như in Vietnam,
Ở Việt Nam thì thời tiết thường rất rất là nóng, khá là nóng. In Vietnam, the weather is quite hot. Và tương tự như vậy, các em cũng sẽ viết tiếp cho cái phần câu trả lời ở hoạt động số 2 của project này nhé. Sau khi đã hoàn thành xong phần bài viết của mình, các em cũng có thể bấm vào nút Show Answers để tham khảo đáp án cho phần trả lời của câu hỏi này. Well done, vậy là các em đã hoàn thành rất tốt toàn bộ phần bài học lý thuyết cũng như bài tập liên quan đến Unit 5 Natural Wonders of the World rồi. Trong Unit 5, các em đã được học toàn bộ về các kỳ quan thiên nhiên trên thế giới rồi đúng không nào? Và trong bài học tiếp theo, Unit 6, thì các em sẽ tiếp tục được học về Our Tet Holiday, kỳ nghỉ Tết, dịp nghỉ Tết của chúng tôi. Và trong Unit 6, thì các em sẽ được học các từ vựng liên quan đến sự vật, sự việc đặc trưng trong dịp Tết, cũng như các hoạt động mà các em thường thực hiện trong dịp Tết. Và đối với phần ngữ pháp của Unit 6, thì các em sẽ được học về Modal Verb, động từ khiếm khuyết, Will và Should. Các em về nhà hãy thực hiện lại toàn bộ các bài tập mà chúng ta đã học trong Unit 5 thông qua phần mềm IC Books và đừng quên chuẩn bị cho bài học tiếp theo Unit 6 Our Tet Holiday nhé. Ok, goodbye, see you.